Ngày 14 tháng 9, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nhóm này gồm Nguyễn Đình Minh Thoại, 15 tuổi, Nguyễn Quang Vinh và Hà Trung Nhân, cùng 16 tuổi, trú quận Thanh Khê. Thủ đoạn của nhóm này là rảo quanh các tuyến phố, thiếu ánh sáng, vắng người qua lại và là nơi hẹn hò của các cặp đồng tính để chặn xe, dùng dao uy hiếp rồi cướp tài sản. Tối ngày 12 tháng 9, nhóm đối tượng phát hiện trên đường Nguyễn Xí, thành phố Đà Nẵng, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy, nghi ngờ là cặp tình nhân. Vì vậy, cả nhóm quyết định dừng xe, đưa dao kề cổ cả hai uy hiếp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là hai thanh niên trên chính là cán bộ công an phường gần đó, đang mặc thường phục để trinh sát địa bàn. Bị tấn công bất ngờ, một chiến sĩ đã rút súng bắn chỉ thiên, khiến cả nhóm thiếu niên hoảng sợ, chạy tán loạn. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ được cả ba kẻ gây án. Công an quận Liên Chiểu cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, bắt thêm những người có liên quan.